Vova, ngày hôm nay thì xin chúc tất cả bạn bè bà con một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và đón năm mới thật là vui vẻ và nhiều may mắn. Và hôm nay Vova có cái quay trở lại cái vụ việc ở trong Đắk Nông ngày 23 tháng 8 đang xảy ra cái vụ mà bắn chết nhiều người, nổ súng ở Đắk Nông bắn chết nhiều người, 3 người chết mà 18 người bị thương đó. Thế thì ngày hôm nay có một cái tin rất mới về cái việc vụ việc này. Ngày hôm nay thì ngày 24 sáng nay ấy, thì trao đổi với tuổi trẻ thì thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến ấy, là cục trưởng cục cảnh sát hình sự Bộ Công an ấy, cho biết cơ quan này vừa mới ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu, tức là chủ của doanh nghiệp Long Sơn ở Đắk Nông, để điều tra về hành vi mà phá hoại rừng, phá hoại tài sản đó. Thế thì vì cái doanh nghiệp này nó liên quan đến cái vụ nổ súng ngày 23 tháng 8 thì tôi cũng nói vài lần về cái vụ này, và có các luật sư Nguyễn Quỳnh và các anh em ở báo Dân Việt ấy, anh Danh báo Dân Việt chắc là cũng nắm và đưa tin về cái theo sát cái vụ này. Thế thì ngày hôm nay thì đã chính thức là khởi tố bắt tạm giam cái chủ doanh nghiệp này rồi, sau khi mà cộng đồng mạng người ta rất nóng, rất nhiều báo chí vào cuộc về cái vụ này. Thế thì đã chính thức thì tức là sau ngày 23 tháng 8 thì khoảng 2 ngày sau ấy, thì anh Phạm Dũng là Thứ trưởng Bộ Công an ấy, cũng đã bay vào Đắk Nông và để làm bám sát điều tra, trực tiếp chỉ đạo điều tra cái vụ Đắk Nông này. Thì tôi cũng vài lần ấy, tôi cũng rất là quyết liệt và khẩn thiết là đề nghị anh Phạm Dũng anh phải làm rõ và điều tra nhanh, và tôi đừng hô hào bắt giữ ngay khẩn cấp cái chủ doanh nghiệp Long Sơn này, cái ông Thiên Sửu. 2-3 lần tôi dục ngay sau ngày 23 tháng 8 ấy. Thế thì đây là một cái doanh nghiệp mà trực tiếp có những cái hành vi phá hoại tài sản và sử dụng các cái lực lượng lao động, những cái người lao động làm thuê, những cái người dân tộc, thanh niên dân tộc chưa đến tuổi lao động, và sử dụng những người đó, chứ tôi nghĩ rằng chắc chắn là trước khi không ký hợp đồng lao động đâu, thì các em ấy nhỏ, thiếu niên, trong những cái em mà bị thương, trong 18 người bị thương ấy. Đó, và 3 người chết. Thế thì 18 người bị thương đó thì có những em thiếu niên mà nhỏ tuổi, chưa đến tuổi thành niên và chưa đủ theo luật lao động và chưa được phép sử dụng. Và cái doanh nghiệp này đã sử dụng những em này và xâm nhập vào khu vực đất đai của nhà dân và gây gổ và mang cả các trang thiết bị, máy móc và thậm chí cả vũ khí nữa, cả khiên chắn, gậy gộc nữa để đánh nhau. Thế thì cái người dân ở đó đã nổ súng và như các bạn theo dõi ở trên báo chí, các báo đưa tin ý, thì luật sư đã vào tận trong rừng và các nhà báo đó, trực tiếp. Anh ấy liên lạc với các nhà báo của luật sư Nguyễn Quỳnh thì đã đưa anh ấy ra để tự thú để phục vụ công tác điều tra này. Và từ hôm đó đến giờ thì cũng chưa có cái kết quả kết luận về điều tra về vụ việc. Và nhân cái việc hôm nay ngày 24 tháng 12, đã Bộ Công an, cục cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam và để xúc tiến cái việc điều tra cái doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp này, Long Sơn này, ông Thiên Sửu này, cái ông này là ông tên ông ấy là đầy đủ là Nghiêm Xuân Thiên Sửu, là giám đốc của công ty Long Sơn ở tại Đắk Nông. Thế thì tôi cũng nhân việc này thì tôi cũng trước đây lâu rồi, khoảng 4-5 năm ấy, thì tôi nhận được nhiều cái hồ sơ tố cáo của các bà con ở trong Đắk Nông. Đó, đây là một cái hồ sơ này, đây là một cái đơn tố cáo này. Đó, đơn tố cáo khẩn cấp này. Đó, đơn tố cáo khẩn cấp này, người dân tố cáo các hộ dân sinh sống ở tại tiểu khu 1528 1534 thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Đó, có danh sách kèm theo rất nhiều hộ dân. Và tố cáo, người dân người ta tố cáo đại tá Lương Ngọc Lếp, chức vụ thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Đắk Nông. Hành vi tố cáo là ông Lương Ngọc Lếp này, cấp bậc đại tá thủ trưởng công an tỉnh Đắk Nông, đã bao che tiếp tay cho lực lượng công an xuống tiểu khu 1528 1534 để đàn áp các hộ dân và bảo vệ cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng kiến trúc. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng kiến trúc mới
đến phá hoại nhà cửa, đồ đạc hoa màu, cây cối, cướp bóc, đốt nhà người dân, thậm chí là có nổ súng, thậm chí là đánh đập người dân. Đó, đây là cái hồ sơ tố cáo, đơn tố cáo. Và người ta gửi cho tôi cái hồ sơ của cái công ty đây. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng kiến trúc mới, hồ sơ pháp lý của công ty đây. Đây là hồ sơ pháp lý của công ty. Đó, hồ sơ pháp lý cho biết. Đây, công ty cổ phần đầu tư xây dựng kiến trúc mới, trụ sở chính 93 đường số 1 khu nhà Rạch, Hiệp Ân, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, vốn điều lệ 10 tỷ đồng, 10 tỷ 800 triệu đồng. Đó. Đại diện theo pháp luật của công ty là họ và tên là Nguyễn Thị Hồng Hà, giám đốc, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1966, dân tộc Kinh. Số chứng minh nhân dân 022-515-558. Ngày cấp mùng 9 tháng 7 năm 1994, Công an Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh cấp. Hộ khẩu thường trú của giám đốc này ở chỗ 124/19A, Lý Thường Kiệt, phường 9. Đó, quận Tân Bình. Phường 9 quận Tân Bình. Đó, đây là giấy phép kinh doanh này. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đó. Cái vốn có 10 tỷ. Thế thì cái công ty này được giao rừng, được cái quyết định giao rừng, đó, giao rừng của tỉnh Đắk Nông. Đấy. Được giao những rất nhiều rừng. Đó. Cái hồ sơ đây, rất nhiều hồ sơ họ đã gửi cho tôi, gửi rất lâu rồi. Đấy. Sở Nông nghiệp này, giấy phép. Đó. Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức. Đấy, các cái giấy tờ họ gửi đã kèm theo. Đó. Thế thì cái doanh nghiệp này họ đến họ tranh chấp, họ tranh chấp. Đấy, họ tranh chấp đất đai. Tức là cái quyết định của Đắk Nông ấy, là giao cho cái doanh nghiệp mà có vốn điều lệ có 10 tỷ đồng này, được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ngày 22 tháng 12 năm 2008 ấy, là giao cho họ, tức là họ giao quyết định thu hồi 1.678 hectare đất của công ty lâm nghiệp Nam Tây Nguyên để giao cho cái công ty này. Đấy, giao cho công ty này. Đó. Đó, cho nên là một cái công ty mà có vốn có 10 tỷ đồng mà làm sao mà được giao cho 1.700 hectare đất. Mà trong đó rất nhiều đất rừng, mà trong đó có rất nhiều cái đất mà của bà con khai hoang, Tuy Đức, Đắk Nông khai hoang. Thế thì bà con tố cáo cái doanh nghiệp này được bảo kê của ông Nương Ngọc Lép, và bảo kê được các lực lượng công an Đắk Nông đã đến tranh chấp đất với dân và đàn áp, phá vườn, phá nhà, phá tài sản của dân và đánh khủng bố dân. Khủng bố dân. Đây cái đây là ảnh của dân Đắk Nông, dân Tuy Đức bị đàn áp. Bà con xem. Đó. Hình không? Máu me nhễ nhại. Đấy, cái đầu đây này. Đó, máu me đây. Đó. Còn đây là những cái cảnh mà những cái cây của bà con ở Đắk Nông ấy, trồng rồi họ đi họ phá, đây, họ mang máy vào ủi hết cây đang lên, cây ủi hết, phá sạch. Đó, những cái nhà đây, nhà này, nhà bị lật đổ, những cái nhà người ta để làm rừng của nhân dân ấy, của dân ấy, canh tác, họ lật đổ. Đó. Đó, rất là kinh khủng. Thế này dân họ gửi tôi rất nhiều hồ sơ. Đấy, thì cái này từ năm 2012. Và đây là những cái cảnh mà cây cối bị phá. Đó, thì cái doanh nghiệp này được sự bảo kê, dân người ta tố cáo cái ông Lương Ngọc Lếp, thủ trưởng ấy, bảo kê. Đó, phá cây. Nhà này, nhà bị lật đổ lung tung trên cái nền này, đất người ta rừng đấy, của dân đấy. Đó. Đây là các hình ảnh mà công an cùng doanh nghiệp, bảo kê doanh nghiệp. Đó, tấn công dân. Đó. Rất kinh khủng. Những cái cây này bị đó, bật gốc hết, phá hết. Đó. Rất nhiều cây, rất nhiều ảnh. Đó. Đây. Đó. Phá hết, cho máy vào ủi hết. Bảo kê cái ông Nếp này, có cả đấy, anh cả ảnh của lực lượng công an. Đó. Nhà đây.
nhà đây đó, ủi phá hết hết nhà của họ, người dân đuổi họ đi đó. Đây là hình ảnh ông công an đang cùng với các doanh nghiệp côn đồ doanh nghiệp đến bắt giữ người dân, đuổi người dân ra khỏi khu vực đất đai đó đó. Thế thì cái hồ sơ này tôi nhận được từ một bộ từ chỗ bà Lê Hiền Đức gửi nhờ đăng đó, một bộ thì người dân liên lạc họ gửi đây đấy, có tên tuổi đầy đủ đó. Thế nhưng từ ngày đó đến nay thì cái vụ việc này vẫn bị chìm rồi, không có ai quan tâm và không có ai giải quyết cho họ cả đó. Là có cả những cái biên bản đối thoại ngày 28 tháng 2 năm 2013 giữa cơ quan tỉnh Đắk Nông gồm có đại diện tỉnh ủy đó, đại diện tỉnh ủy, ông Thử phó bí thư thường trực tỉnh ủy, ông Cré chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đó, có rất nhiều mấy chục ông cán bộ đấy, đó đại diện. Nó rất là cái biên bản này, biên bản đối thoại với hộ dân khiếu nại kiến nghị đó. Đây là kiến nghị khiếu nại cái việc mà ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức giải quyết khiếu nại liên quan đến cái việc là các cái doanh nghiệp này kiến trúc mới, công ty kiến trúc mới này đến tranh chấp đất đai với địa bàn, thì cái doanh nghiệp ở trên này và dân ở cái địa bàn xã Đắc Ngô và xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức đó. Thì cái biên bản đây, thì các cái hồ sơ đây, nếu mà tôi nghĩ là bà con nào ở trong cái xã này, này bây giờ các bà con liên lạc với chỗ anh Phạm Dũng ấy, hoặc là bà con nhờ nhà báo nào trong cái phía đó, các bạn để báo ở phía ở gần trong Đắk Nông, các bạn liên lạc bà con ở cái xã này, xã Đắc Ngô và xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, để gửi lại cái hồ sơ đầy đủ, những hồ sơ chi tiết này cho anh Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an ấy, để anh ấy nhân cái dịp mà anh ấy Bộ Công an vừa, cơ quan điều tra vừa bắt giữ cái chủ doanh nghiệp Long Sơn ấy, thì những cái doanh nghiệp tương tự như vậy, cái doanh nghiệp mà công ty cổ phần đầu tư xây dựng kiến trúc mới, công ty cổ phần đầu tư xây dựng kiến trúc mới như tôi vừa nói, với trụ sở đấy, tôi đọc lại cái trụ sở có tí địa chỉ của họ này. Bà giám đốc Nguyễn Thị Hồng Hà, địa chỉ là 124/19A Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình. Đấy là chủ doanh nghiệp mà vốn đầu tư có 10 tỷ thôi. Nhưng mà làm thế nào mà được Đắk Nông giao cho 160 mấy hecta rừng, đất rừng và đất mà của đang nằm trong đất của các doanh nghiệp khác và đất của dân. Thế thì gửi hồ sơ, tôi đề nghị là anh báo chí vào cuộc và là các luật sư vào cuộc và gửi luôn cái hồ sơ này cho anh Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an, để anh ấy cùng một cái dịp như này để anh ấy chấn chỉnh lại tất cả những cái doanh nghiệp mà cướp đất này, tương tự như doanh nghiệp Long Sơn này. Đấy, phải xử lý, tại vì phải tuân thủ pháp luật. Tại vì cái tình hình mà vô chính phủ như vậy, các doanh nghiệp được cái sự bảo kê của chính quyền địa phương, bảo kê của Đắk Nông, thì họ làm mọi thứ. Các bạn thấy ở trong cái báo đăng cái vụ gần nhất ấy, 23 tháng 8 vừa rồi ấy, họ đem doanh nghiệp mà họ dám thuê côn đồ và thuê các cái thanh niên mà chưa đến tuổi lao động để đến để mang máy móc đến phá nhà dân, phá cây phá cối, đất mà nhà dân còn đang sử dụng hợp pháp. Thế thì nó giống như là, tôi nghĩ rằng không có sự cái bảo kê của chính quyền ấy, thì không có một doanh nghiệp là dám làm những cái việc mà giống như là những cái băng cướp như vậy. Thế tôi đề nghị trước hết là tôi ghi nhận cái tinh thần làm việc mà rất là nhanh, rất là nhanh và kịp thời của chỗ anh Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại vì cái này tôi cũng khẩn thiết đề nghị anh từ ngay sau khi cái vụ án xảy ra, thì cái vụ án này nó là những cái giọt nước tràn ly, nó không phải là cái vụ đầu tiên, nó là những cái vụ mà nhiều rồi. Trước đó thì những cái người dính dáng cái vụ án này, những người dân ở đó đã bị côn đồ đánh, rồi thậm chí là bị công an ấy, có một cậu công an gì đó mà các anh Quỳnh phỏng vấn một cái người dân ấy, bị công an nôi lên trụ sở và đánh, thu điện thoại xong đánh vì tội là khiếu nại doanh nghiệp cướp đất. Đấy, có một cậu công an ở trong cái clip của anh Quỳnh ấy, luật sư Nguyễn Quỳnh, anh quay anh đăng lên ấy, tôi vẫn còn đó. Thì nó có cái sự bảo kê của công an huyện, từ huyện đến tỉnh. Thế nên là những cái doanh nghiệp này nó giống như những băng cướp, nó nguy hiểm hơn là những cái băng cướp, thậm chí là như là những cái lũ phun rô ngày xưa ấy. Nó coi thường tính mạng và tài sản của nhân dân, và đến nó cướp đất, phá cây, càn quét, mang máy móc đến phá cây bà con đang trồng chưa được thu hoạch đó.
thì không thể chấp nhận được một cái đất nước hay là một cái địa phương mà vô pháp luật như vậy. Thì tôi nghĩ rằng để mà lấy lại cái niềm tin ở và cái lấy lại cái tình hình mà ổn định lại cái trật tự an ninh ở khu vực Tây Nguyên ấy, đặc biệt là những cái tỉnh Đắk Nông như thế này, tôi nghĩ là Bộ Công an, đặc biệt anh Phạm Dũng ấy, anh phải cương quyết và anh xử lý triệt để ngay mấy cái công ty này, anh rà soát lại hết cái tỉnh Đắk Nông này, và thậm chí là phải truy cứu khẩn trương cái trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, trong đó có mấy ông ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, rồi là ông mấy cái ông Lương Ngọc Lếp, đại tá đấy, lãnh đạo công an tỉnh Đắk Nông ấy. Đơn tố cáo của bà con đó tôi vừa đưa đó, các anh xem, có thể xem clip. Nếu các anh cần liên lạc, các anh liên về thẳng trực tiếp xã Đắk Ngô nhá, xã Đắk Ngô của Tuy Đức, để anh lấy, anh phỏng vấn người dân, và thậm chí là anh có thể liên lạc với bà Lê Hiền Đức để các anh xem lại trên cái trang tin của bà Đức và những cái hồ sơ đang ở bà Đức, đang bên nhà bà Đức, hồ sơ của bà con Đắk Ngô gửi từ năm 2012 đó, và đến bây giờ các cơ quan chức năng của Trung ương Đảng và nhà nước ấy vẫn chưa xử lý cho người ta, chưa giải quyết gì cả. Thì đấy, đây là những cái vụ như là bắt giữ giám đốc của công ty, của doanh nghiệp Long Sơn là lần đầu tiên ấy. Thì tôi nghĩ là anh Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an, các anh khẩn trương lục lại hồ sơ của tất cả những cái doanh nghiệp mà đã từng bị dân tố cáo, và thậm chí là cách ly cái bộ phận lãnh đạo công an của tỉnh Đắk Nông ra, các anh điều tra độc lập đi. Đó, bây giờ là cái lúc thời điểm mà các anh cần phải xem xét rất là khẩn thiết. Đó, không để tình trạng nó được. Những cái doanh nghiệp mà nó giống như băng cướp, các anh hình dung, nó dùng cả súng. Đấy, nó súng, có những clip của bà con Đắk Ngô ở Đắk Nông ấy, đưa lên trên mạng, các bạn gõ chữ Đắk Nông ấy, súng bắn đom vào nhà dân. Đấy, ban ngày ban đêm mang súng vào bắn và đốt nhà, có những clip đốt những nhà dân ở đó, và những cái nhà tôi đưa cái hình ảnh đó, tôi post lên đó, hình ảnh mà lật đổ cái nhà lăn lóc lốc, và những cái cây, những cái bãi mà những cái mảnh đồi trồng cây như thế mà lật bật gốc ra, cây xéo. Ôi trời, thế thì không hiểu là từ xưa đến giờ thì các cơ quan trung ương quản lý các cái tỉnh này như thế nào, quản lý các cái bộ máy của chính quyền địa phương này như thế nào, mà đơn từ dân gửi lên tận trung ương, tận là trung ương đảng rồi tiếp dân nhà nước. Từ cách đây 4-5 năm, tôi nghĩ là nếu mà xử lý triệt để ngay từ những cái thời điểm đó thì không thể xảy ra những cái vụ như là dân bắn vừa rồi, dân bắn mà chết người và bị thương mười mấy người, 18 người của doanh nghiệp Long Sơn như vừa rồi. Thì nó không thể có, phải chấn chỉnh ngay những vấn đề khi nó còn đang là nhỏ. Thế thì tôi đề nghị là một lần nữa tôi đề nghị là anh Phạm Dũng, anh Thứ trưởng Bộ Công an ấy, anh phải đưa những cái doanh nghiệp này ra, ít nhất là bắt luôn ba chủ doanh nghiệp, cả các doanh nghiệp mà kiến trúc mới này, công ty cổ phần đầu tư xây dựng kiến trúc mới này, anh khẩn trương anh gửi giấy mời và xóa xét và gọi chủ doanh nghiệp này lên. Đơn tố cáo của dân đây, anh có thể liên lạc với chỗ bà Lê Hiền Đức, hoặc là tôi sẽ gửi hồ sơ cho anh nhé. Hoặc là anh có thể trực tiếp điều tra tại xã, tại bà con xã Đắk Ngô, huyện Tuy Đức, để anh xử lý dứt điểm cái vụ này. Đó, chúng ta phải giữ lại những cái chuẩn mực của luật pháp, và chúng ta không thể chấp nhận được những cái chính quyền địa phương mà bảo kê cho những cái doanh nghiệp ăn cướp, mà coi thường tính mạng người dân như vậy, đốt phá tài sản. Nó giống như là những cái trận càn của cái thời chúng ta đang làm nô lệ. Trận càn của tôi nghe những ông bà kể lại, trận càn của Pháp, nó đi đâu đốt nhà đấy, nó cướp phá, cưỡng hiếp phụ nữ, thậm chí là bắn súng vào người dân đó, kinh khủng đó. Thì tôi nhân cái sự kiện mà hôm nay anh Hồ Sĩ Tiến ấy, bên cơ quan điều tra của Bộ Công an ấy, thông báo với các báo chí về chuyện bắt giữ giám đốc của doanh nghiệp Long Sơn, thì tôi có những cái đề nghị các anh làm luôn những cái doanh nghiệp khác tương tự như vậy đó, để chấn chỉnh lại, chúng ta phải lập lại những cái an ninh ở khu vực đó. Những các anh để dân người ta tố cáo mãi 4-5 năm mà bây giờ chưa làm, bây giờ đến mức mà xảy ra nổ súng, tôi nghĩ đó là nếu mà không chấn chỉnh thì có thể tương lai nó còn nhiều cái kinh khủng hơn nữa, thậm chí là người ta không phải nổ súng nữa, một người dân mà nhiều người dân đó, người ta bị đẩy về đường cung rồi, người ta bị đàn áp quá lâu rồi. Vâng, thế thì tôi gửi đến cái thông tin này đến anh Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị các anh xem xét để các bạn nhà báo ở khu vực Đắk Nông và các anh luật sư ở đó thì cùng phối hợp để mà giúp cho cơ quan điều tra của bộ lục lại những khu vực này, khu vực Đắk Nông, những cái doanh nghiệp, sờ vào những cái doanh nghiệp Đắk Nông này. Vâng, rất là cảm ơn các bạn xem và chia sẻ, và những đặc biệt là những bạn nhà báo, những anh luật sư, anh Quynh, anh xem và anh có thể hỗ trợ cho phía cơ quan điều tra của bộ làm rõ, và những cái bà con ở xã Đắk Ngô hiện giờ, tôi nghĩ rằng những cái vụ việc bà con tố cáo ngày đó đến bây giờ vẫn chưa ai sờ đến. Đó, vâng, xin cảm ơn cái sự theo dõi của các bạn, cũng chúc các bạn một cái mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, và chúc mọi người đón một cái năm mới mạnh khỏe và may mắn.
Vâng, xin chào, tôi sẽ quay trở lại với các bạn trong những cái chủ đề clip khác.